Khu vực này trước đây là điểm thường xuyên bị sạt lở vào mỗi mùa mưa bão. Nhưng năm nay, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã bớt lo lắng phần nào. Đoạn kè chắn sóng dài 8 km đã được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh. Công trình chủ yếu là cọc bê tông cốt thép, yêu cầu cái đơn vị giám sát là giám sát sản xuất trên nhà máy. Sau đó thì giám sát trên quá trình vận chuyển cọc về công trình, cũng như là trong cái quá trình đóng thì các cái biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn chất lượng thì cũng đã được triển khai đúng theo quy định. Thưa quý khán giả, trước đây thì khu vực này bị sạt lở rất là nhiều do sóng đánh gây uy hiếp an toàn đê biển Vĩnh Châu. Sau khi xây xong tuyến kè thì hiện nay khu vực này đã tạo thành bãi bồi rất an toàn. Kè chống sạt lở đê biển Vĩnh Châu có chiều dài hơn 14 km, tổng vốn đầu tư là 510 tỷ đồng. Kè ngầm đang phát huy hiệu quả tốt, tạo được bãi bồi. Chi cục kiểm lâm tỉnh và địa phương đang tổ chức trồng cây xanh, tạo thành đai rừng phòng hộ. Một số điểm xung yếu trước đây là lở rất nhiều, thì hiện nay đó là cái khu vực này đã được bồi lắng. Sắp tới đây thì Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng là khoảng 10 km nữa, thì coi như là cái hệ thống đê biển của Vĩnh Châu là tương đối ổn định. Có kè, nỗi lo sạt lở đã giảm đi phần nào. Thấy địa phương phát động trồng rừng, anh Thống cũng như nhiều bà con ở Vĩnh Châu hăng hái tham gia. Ai cũng kỳ vọng đai rừng rồi sẽ được phủ xanh, nguồn lợi thủy sản sẽ được phục hồi. Cua con nè, rồi ốc len, các loại cái hải sản khác đều vô tập mé bờ, nó tạm vô cái cây này để nó trắng ủ sống, thì bà con đã bắt được sinh sống qua ngày. Sóc Trăng có khoảng 15.000 hộ sinh sống ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng do bão triều cường. Trong đó khu vực có nguy cơ cao ở ven đê biển và vùng cửa sông khoảng 6.300 hộ. Bà con chủ yếu là nuôi thủy sản. Việc đê biển được giữ an toàn giúp người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương.